Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đang áp dụng nhiều biện pháp để chống lại COVID-19. Thuật ngữ miễn dịch cộng đồng cũng được truyền thông nhắc tới nhiều. Vậy miễn dịch cộng đồng là gì? Hiểu như thế nào cho đúng về vấn đề này? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin dưới đây. Khái niệm miễn dịch cộng đồng theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC, miễn dịch cộng đồng là khi một tỷ lệ lớn dân số đã miễn dịch với một loại bệnh truyền nhiễm trong tuần qua những thông tin gây tranh cãi về cách tiếp cận theo hướng tạo miễn dịch cộng đồng đã gây xôn xao dư luận tại anh và nhiều nước châu âu theo cdc tỷ lệ lớn dân số miễn dịch là nhờ tiêm chủng hoặc đã bị bệnh và hồi phục cơ thể tự sản sinh kháng thể sau khi đa số người dân đã miễn dịch thì sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng sẽ bị chặn đứng Cách ứng phó dịch COVID-19 tại Anh khiến WHO hoài nghi. Trong số các nước châu Âu, Anh là nước đang có cách tiếp cận khác trong phòng chống dịch bệnh. Ngày 15 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Y tế Anh, Matt Hancock đã khẳng định khái niệm miễn dịch cộng đồng không nằm trong chiến lược của chính phủ nước này. Theo người phát ngôn WHO, Margaret Harris, đến nay vẫn chưa có đủ nghiên cứu khoa học về chủng virus gây bệnh COVID-19. Do đó, WHO cho rằng cần phải kết hợp tất cả các biện pháp chống dịch, bao gồm cả xét nghiệm trên diện rộng để bảo vệ đất nước trong dài hạn. Động thái này của WHO được đưa ra sau khi có nhiều ý kiến cho rằng anh đang áp dụng phương pháp tiếp cận miễn dịch cộng đồng để ứng phó COVID-19. Đây là lý thuyết cho rằng với tỷ lệ tử vong như hiện nay thì không cần khống chế dịch mà để tự lây nhiễm trong cộng đồng. Khi đến một tỷ lệ lây nhiễm nhất định sẽ hình thành tỷ lệ lớn người dân miễn dịch, từ đó cộng đồng sẽ miễn dịch. Cách tiếp cận này đang gây nhiều lo ngại ngay trong nội bộ nước Anh. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh và phản ứng của cộng đồng, Bộ trưởng Bộ Y tế Anh Matt Hancock cho biết anh cũng đang có kế hoạch yêu cầu cách ly lên đến 4 tháng đối với những người trên 70 tuổi. Chính phủ cũng sẽ họp bàn để quyết định việc cách ly những người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, chưa rõ thời gian cụ thể, những biện pháp này sẽ được áp dụng tại Anh. Ông Hàn Cốc cho biết kế hoạch chống dịch của chính phủ Anh dựa trên khuyến nghị khoa học có thể tin tưởng. Hậu quả có thể xảy ra nếu Anh áp dụng miễn dịch cộng đồng. Cơ thể con người có thể chống lại các bệnh truyền nhiễm qua các hoạt động của hệ miễn dịch. Hiểu đơn giản là khi hồi phục từ một căn bệnh, cơ thể bạn sẽ có một bộ nhớ miễn dịch liên quan căn bệnh đó và giúp bạn không bị mắc phải bệnh này trong tương lai. Tuy nhiên, lý thuyết này có thể không áp dụng với một dịch bệnh mới, còn nhiều yếu tố chưa thể giải đáp như COVID-19. Bên cạnh đó, thế giới vẫn chưa có vaccine phòng ngừa bệnh và một số người mang kháng thể chống lại virus này tại một quốc gia vẫn chưa đủ. Việc đạt được miễn dịch cộng đồng sẽ cần tới một lượng đáng kể dân số nhiễm bệnh và có thể hồi phục. Theo tờ Telegraph, chỉ riêng tại Anh sẽ cần tới 70% dân số nước này nhiễm bệnh mới đạt được miễn dịch cộng đồng. Nói cách khác, miễn dịch cộng đồng có thể có được sau khi 47 triệu dân Anh nhiễm bệnh với 1 triệu người tử vong và thêm 8 triệu người trong tình trạng nghiêm trọng cần chăm sóc tích cực. Thậm chí, nếu chính phủ nỗ lực bảo vệ nhóm những người dễ tổn thương nhất, tỷ lệ tử vong ở mức 0,5% hoặc cao hơn khi hệ thống y tế quá tải và không thể chăm sóc được tất cả người bệnh. WHO khuyến cáo giới trẻ thận trọng với COVID-19. Những người cao tuổi thường bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên, giới trẻ cũng không miễn nhiễm đối với virus này. Đây là lời cảnh báo của WHO. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo: "Hôm nay, tôi có một thông điệp cho những người trẻ tuổi. Bạn không phải là người bất khả chiến bại. Virus này có thể khiến bạn phải nằm viện trong nhiều tuần, thậm chí giết chết bạn. Ngay cả khi bạn không bị nhiễm bệnh, việc lựa chọn nơi bạn đến cũng có thể mang lại sự khác biệt." giữa sự sống và cái chết cho người khác. Quý vị và các bạn thân mến, thế giới đang tìm cách chống dịch COVID-19 ra sao sẽ là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai. mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.